Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2015, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific công bố sẽ miễn phí vé máy bay nội địa và quốc tế cho kình ngư Ánh Viên và bố mẹ, không giới hạn số lượt bay trong 2 năm liên tục. Jetstar Pacific cho biết đây là món quà tinh thần ý nghĩa để Ánh Viên và gia đình sử dụng chung vui trong các kỳ nghỉ và gặp mặt, đồng thời tiếp thêm động lực để Ánh Viên tiếp tục thành công trong thời gian tới. Việc trao tặng đã được đại diện hãng trao tận tay cho Ánh Viên tại Singapore vào ngày hôm qua, sau khi vận động viên này hoàn thành các môn thi đầu, đạt 8 huy chương vàng và 8 kỷ lục SEA Games 28.